Rồi, top 1 nha Nam ơi. Quá hay. Ok, easy game. Hello Buddy nha, hello Buddy nha, hello Thanh Phong Đoàn. Hello con chim boy, ok Thanh Phong Đoàn ơi. Lô này hay luôn nè mày, trận này đánh hay quá, liên chạm 145 quá dữ. Trận hôm kia mà đường môn liên chạm 145, trong tầm này đường môn đánh khá là ngon rồi nè. Anh xem này ủng hộ Khải một like một chia sẻ cho anh em ạ. Giết 208, 164 NMS và thử vong 8, liên chạm 145. Hello Thanh Đào nha, nay top 1 ok anh em ơi. Xe tiểu lý phi đao hiệu quả và anh Linh, đúng rồi. Chào anh Khải nha, mấy ông kia farm NMS rồi ha. Đúng rồi Nam. Nói chung là anh em đang xem thì đỡ lại Khải một like chia sẻ cho Nam. Hiện tại bây giờ thằng Khải có một thằng em nó đang like trên kênh YouTube Ghẹ 81 Ngáo. Anh em có thể ghé vào kênh Ghẹ 81 Ghẹ 81 Gaming chứ. Anh em có thể kích qua kênh YouTube Ghẹ 81 Gaming, ủng hộ thằng em mình một like cũng như là một chia sẻ giúp nói giùm Khải nha anh em. Ok, và nói chung thì có khá nhiều anh em hỏi xếp đồ Khải, Khải cho anh em xem xếp đồ nè em ơi. Đây anh em ơi. Đây. Tại bây giờ Khải đang mang cái nọ tống kia mà nè, 4488. Đó, nói chung là video này Khải muốn làm lâu là cho anh em xem rồi, nhưng mà giờ Khải mới có thời gian làm. Khải sơ đồ là cho anh em xem trong cái trận liên đấu sau đêm, trong cái trận tống kim vừa rồi thì liên chạm 145 nha. Hiện tại Khải đang mang cái nọ 4488 rồi đánh tống kim nè. Tại vì cái nọ này bên trong tống kim không cần tốc mọi người. Trong tống kim thì cứ sát thương cao, phần trăm cao thì bam và nước lắc thì nó đạt móc 251 nè. Giờ vào tống kim cánh thì lên được 216 thì nó đạt rồi nè. Đó. Rồi anh em cùng xem nè. Và đang có một cái nón phòng thủ 25 40 làm chậm, sinh lực lực. Đó, và cho chiên này kích dòng làm chậm bên dưới nha anh em, chiên kháng mọc kháng lo này kích dòng dưới nha anh em. Rồi áo thổ 40 chủng động và kháng băng sinh lực lực thì nó kích cái dòng sát thương dòng 1. Đó. Rồi bao tay thì đang sử bao tay phòng thủ 23 sinh lực lực. Và đai lưng thì 19-40, phòng thủ 19 và làm chậm 40 sinh lực lực. Nhẫn này thì thông pháp 12 và làm chậm 40. Và khả năng ngọc bội mọc là kích dòng 2 nha nè. Đó, ngọc bội mọc phản lôi 24 và sinh lực 130 mấy. Đó. Nhẫn này nhẫn thủy kháng hỏa dòng 1. Và giày thủy kháng hỏa dòng 1, tóc 40 và sinh lực. Đó. Phi dân, ở trong trận đấu này Khải mang phi dân này. Hiện tại bây giờ thì trong vừa rồi thì Khải có mang cho mình đó là 4 kỹ năng nè. Đó, 4 kỹ năng 2 rồi nhắc cái trên đầu lại vòng băng chủ 4 kỹ năng. Đó, chắc chưa? Đó, nói chung sẽ đồ Khải bình thường vậy thôi nè. Ít thôi mình sẽ đấu có set ăn ban với lại bông tiêu trong ban thiên tử thì mua đánh cho vui nè. Đó. Rồi, anh em xem video thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ nè. Chung set đồ này Khải hơn 20 triệu anh em. À, đây, thiếu cái nọ bơ càng ngồi đây nè. Đây, nọ bơ càng ngồi đây nè. Anh em chim ngưỡng nọ bơ càng ngồi. Đó, tóc 20, sức thương 31, kháng độc, sinh lực và 94%. Nó này cho đến bây giờ vẫn là nó xanh đô một server. Đó nha anh em. Rồi nói chung anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho video này một like chia sẻ cho anh em ơi. Nói chung vừa rồi thì Khải soi cho anh em xem set đồ của đường môn của Khải trong trận đấu vừa rồi top 1 đã liên chạm 145. Nói chung cũng khá là lập kỷ lục cho Khải cũng như là trong cái làng giết rồi. Anh em xem đừng quên đỡ lại một like chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những buổi video tiếp theo từ kênh của Khải nha mọi người. Cảm ơn em rất là nhiều.